chào mọi người. Tiếp nối với các video về giới thiệu và đánh giá sản phẩm của công ty Nhất Tiến Chung Thế Giới Máy Chủ, thì chắc hẳn các bạn cũng đã nghe về các hệ thống trí tuệ nhân tạo, học sâu Deep Learning, Machine Learning hay là các mô hình tính toán hiệu năng cao. Thì để đáp ứng cho các nhu cầu trên cũng như đảm bảo cái hiệu quả hoạt động của chúng, thì chúng ta cần có một cái sự hỗ trợ rất là quan trọng đến từ các card GPU, đặc biệt là của NVIDIA tối ưu nhất và được đánh giá là một trong những cái card phục vụ rất là tốt cho cái mô hình trí tuệ nhân tạo, machine learning vân vân. Đó chính là card Tesla V100. Và trên tay mình đây là card NVIDIA Tesla V100 của hãng NVIDIA. Như ở đây chúng ta có thể thấy đây là logo và là thương hiệu NVIDIA. Kế bên là model V100 với thiết kế rất là chắc chắn dạng bachi và kiếm 2 slot. Thì dòng GPU Tesla V100 này là một GPU đầu tiên sử dụng công nghệ Volta của NVIDIA và được sản xuất với công nghệ 12 nanomet trong FinFET và có các dạng form factor PCIe và XXM2. Trong đó XXM2 là một dạng được gắn các GPU trực tiếp lên trên mainboard. Nó giống y như là gắn các CPU vậy. Mình sẽ gắn trực tiếp lên trên mainboard và lắp đặt các heatsink để tản nhiệt cho nó nhằm đảm bảo cái hiệu quả hoạt động. Thì như vậy sẽ cần các cái máy chủ, các form factor, các platform nó chuyên dụng hơn. Còn đây là dạng kẹt dạng PCIe được gắn trực tiếp thông qua các hệ cắm PCIe 3.0x16. Thì dạng kẹt này chiếm 2 slot, nhưng mà mình chiếm 2 slot trên cái máy mình đặt lắp đặt thôi, còn vẫn chỉ là một slot X16 PCIe 3.0. Thì đó, từ đó mình có thể dễ dàng lắp đặt trên các server GPU server với các lựa chọn từ 1, 2, hay 4 hoặc là nhiều hơn thế nữa để phục vụ cho các nhu cầu của mình, đặc biệt là trong cái mô hình trí tuệ nhân tạo hay là tính toán hiệu năng cao. Thì về hiệu năng hoạt động, cũng giống như là người tiền nhiệm B100 trước đó, NVIDIA V100 hỗ trợ là 5120 nhân CUDA, tương đương với hơn 21 tỷ bóng bán dẫn, mang lại cái hiệu quả hoạt động rất là tốt. Sự hỗ trợ bộ nhớ HBM2 băng thông cao 32GB và băng thông bộ nhớ tốc độ lên đến là 900GB trên giây, mang lại cái tốc độ kết nối và xử lý dữ liệu lúc này rất là nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó thì mặc dù là không có cầu NVLink, nhưng mà công nghệ NVLink ở trong cái thiết kế nội tại của cái dòng card này cũng hỗ trợ cái tốc độ là 32GB trên giây, giúp cho cái luân chuyển cái dữ liệu trong cái hệ thống của bạn nó nhanh chóng và sâu hơn nữa. Thì như đã nói, card V100 này là ứng dụng chuyên sâu và được xem như là cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, khi chúng hỗ trợ lên đến là 640 nhân tensor. Bên cạnh đó thì V100 cũng hỗ trợ các công nghệ NVLink để kết nối và xử lý nhanh chóng hơn, phục vụ nhằm thúc đẩy và cải thiện cái tốc độ xử lý, giải quyết các bài toán về mô hình AI nó nhanh chóng hơn. Chẳng hạn với một server chạy các CPU thông thường thì hiệu năng của tụi chúng rất là thấp so với các GPU Tesla V100. Thậm chí với theo một tính toán thì với một server chạy từ 1 hoặc là 2 Tesla V100 thì cái hiệu quả hoạt động, cái tốc độ xử lý mang lại cái kết quả nó nhanh hơn gần đến 47 lần so với các server chạy CPU thông thường. Đây được xem là bước nhảy vọt quan trọng để thúc đẩy cái môi trường, thúc đẩy cái mô hình AI phát triển nhanh chóng hơn và giải quyết được các bài toán đang rất phức tạp và khá là đau đầu hiện nay, mở ra một cái thế giới gọi là tươi đẹp hơn với các mô hình trí tuệ nhân tạo. Hiện tại công ty Nhất Tiến Chung cũng đang có rất nhiều các sản phẩm máy chủ GPU server hay là các platform được ứng dụng và hỗ trợ cho các sử dụng cho các GPU Tesla V100, mà không chỉ là V100, chúng ta cũng có thể sử dụng là Tesla T4, B40 hoặc là RTX 6000, 8000, nó tùy thuộc vào các nhu cầu sử dụng và mục đích triển khai của các bạn hay là các doanh nghiệp để mình chọn cái loại card GPU phù hợp. Nhưng đảm bảo là công ty Nhất Tiến Chung đã và đang triển khai với rất nhiều các platform có thể gắn được từ 1, 2, 4 hay là thậm chí là 8 hoặc là 10,
các GPU như vậy. Và để hiểu rõ thêm các hoạt động của các nền tảng và các mô hình Deep Learning, Machine Learning hay là AI, sắp tới chúng tôi sẽ demo cho các bạn xem. Xin hãy đón xem ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.